Xin chào mọi người, bữa nay Hảo làm bánh da lợn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Này, Hảo làm hai loại. Cái này chỉ có một cái lớp đậu xanh ở chính giữa, còn cái này hai lớp đậu xanh. Rồi, mời mọi người nha. Ôi, cái màu xuất sắc luôn nè mọi người. Rất là đẹp luôn. Cái bánh quá đã luôn ha. Mời mọi người nha. Ngon quá. Hậu làm không có ngọt nhiều. Công thức này rất là ngon luôn. Cái công thức này là có một người chị cho Thảo á. Này, đây mọi người nhìn thấy không? Xuất sắc luôn. 4 lớp. À, 1, 5 lớp. Đó. Đây bây giờ Thảo sẽ gỡ cho mọi người coi thử nha. Đó, cái lớp lớp lá dứa nè. Đây. Dài dài bao bao. Cái này Hảo làm bằng lá dứa nguyên chất luôn, không có pha thêm một cái gì hết. Ý là mình không có xài thêm mấy cái màu thực phẩm á mọi người. Lá dứa là Hảo xay ra, cắt ra rồi mình xay luôn cho nên cái màu rất là đẹp luôn. Đẹp dễ sợ luôn. Còn nếu mà mình bỏ mấy cái màu kia vô thì cái màu xanh nó sẽ đậm, sẽ khác nha. Đẹp mọi người thấy không? Quá đẹp luôn. Đổ mấy cái vậy thì nó hơi lâu một xí nhưng mà nó dễ thương. Thèm thèm vậy chứ hai cái là đã mọi người ơi. Rồi cảm ơn mọi người nha. Bye bye.